Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn thông tin cực kỳ nóng hỏi, đó là hiện tại là trường La Trobe ở Úc đang có các suất học bổng rất là hấp dẫn dành cho các bạn học sinh, sinh viên xuất sắc. Thì công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường đại học La Trobe ở Victoria của Úc tại Việt Nam. Và mọi thông tin về trường thì các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Và nhân đây thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn học bổng dành cho các du học sinh đang chuẩn bị nhập học cho chương trình khóa cử nhân hoặc là sau cử nhân tại trường đại học La Trobe của Úc như sau. Học bổng này là phần học phí từ 10 cho tới 20 ngàn đô Úc, với điều kiện là người nhận học bổng cần phải đạt được điểm trung bình ít nhất là 85% hoặc là số điểm tương tự trong văn bằng mà họ đã đạt được. Tiếp theo đó là học bổng Đông Nam Á. Thì học bổng Đông Nam Á này được trao cho sinh viên với một điểm trung bình tổng thể là 70% hoặc là cao hơn trong một bằng cử nhân được công nhận tại Đại học La Trobe, hoặc là sinh viên đã đạt được số điểm IELTS tổng thể cao hơn yêu cầu để được nhận vào khóa học. Những học bổng này là phần thưởng học phí trị giá là 3.000 đô la Úc. Và nhân đây thì Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một số thông tin về trường đại học La Trobe của Úc như sau. Trường đại học La Trobe thì có 9 lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn được xếp hạng tốt hơn tiêu chuẩn trên thế giới trong 4 chỉ số. Chỉ đứng sau trường đại học Melbourne và Monash và vượt lên trên cả đại học Deakin ở vị trí thứ 5, đại học RMIT và đại học Victoria ở vị trí thứ 3 và Swinburne ở vị trí thứ 2. Vị trí xếp hạng đã tăng 200% kể từ năm 2010, và khi La Trobe chỉ được xếp tối đa cho 3 lĩnh vực nghiên cứu. Bản xếp hạng trong năm 2012 của ERA cho thấy trường đại học La Trobe đã có được những cải thiện rất đáng kể trong 2 năm qua, với số lượng các lĩnh vực nghiên cứu trong các lĩnh vực chuyên môn được đánh giá theo tiêu chuẩn thế giới là tăng 31% từ 29 cho tới 38 trong năm 2012. Sự gia tăng các ứng phẩm của trường được đánh giá trên mức tiêu chuẩn thế giới, thậm chí còn ấn tượng hơn nữa, khoảng 400 cho tới 1.800, tăng hơn 300%. Và một lần nữa thì kết quả của trường đại học La Trobe trong lĩnh vực chuyên môn được đánh giá bằng hoặc là cao hơn tiêu chuẩn của thế giới, chỉ đứng thứ hai sau đại học Melbourne và đại học Monash tại tiểu bang Victoria. Và để các bạn biết thêm thông tin chi tiết về trường cũng như là các suất học bổng của trường như thế nào thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường đại học La Trobe của Úc tại Việt Nam. Và mọi thông tin chi tiết về trường thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc các bạn cũng có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.